Hello mọi người, quay trở lại với kênh Minh Biker nha. Thì hôm nay sẽ có một câu chuyện rất là hay về một chiếc xe và một người mẹ mua xe tặng con mình. Bạn nam mà có xem video này thì hãy nhớ thương yêu mẹ của mình nhiều hơn ha. Tại vì mẹ tâm sự rất là thương con. Nói là chị chưa có đủ nhưng mà chị gom tiền, nếu như chị muốn gom để chị mua xe tặng cho đứa con của chị. Thì không cái phụ lòng đó thì mình đã tìm cho chị một chiếc xe cực kỳ mới và có đồ chơi sẵn để sau này con của chị nó không tốn tiền mua lên đồ chơi nữa. Đây, quay ra. Quay gần cho anh em xem. Đó, đây là chiếc R15V3 mới cực kỳ, mới đến nỗi mà cái chỉ nè, em quay gần nè, cái chỉ này vẫn còn luôn nè, thấy không? Cái chỉ còn luôn, không chỉ là gai, thấy chưa? Không biết trong clip anh em có coi rõ không? Không một vết chày. Đó, quay gần vô đây cho anh em coi, không một vết chày. Và điều đặc biệt là có cây bô nè. Cái bô này anh em đánh đây, trị giá của nó lúc mà chủ xe lên á là 12 triệu bao luôn công lắp. Cái bô full carbon. Rồi lên chống đổ. Tay con tay thắng, bảo vệ tay lái. Đây nè. Cái tay con này cực kỳ nhẹ không nha. Nhẹ hiều luôn, bóp một ngón được luôn. Anh em lên cái này bấm cho nó nhẹ nè. Đó, xe không một vết chạy. Rồi lên bát biển số nè. Bát biển số rồi trắng bùn. Độ trắng bùn thì rất là chắc chắn nè, anh em coi trắng bùn rất là chắc chắn đó. Thì giờ bây giờ mình sẽ qua người mẹ ha. Đây là mẹ của bạn đó, đó. Thì đó, sau khi chị coi chiếc xe xong chị cảm thấy như thế nào? Xe đẹp đó. Rồi thì chị tin tưởng đó, chị giao cho cưng đó, với lại cậu nó coi đồ đó, thấy xe ổn tốt. Nói chung là anh coi anh cảm thấy là xe như mới, không khác gì mới. Theo em đánh giá là không khác gì mới, có sẵn đồ chơi. Rồi. Ok, xe dạ. Đúng, xe đẹp, ok. Rồi, hay lòng. Bây giờ em dặn em nó coi trên đây ha, thì xe này là dung tích nhớt của nó là 850ml. Thì bây giờ em sẽ tặng cho em nó một cái lọc nhớt với lại một cái bình nhớt để sau này về mình tự thay bảo trì đó. Thì cái bình nhớt đó sau mình khi lọc nhớt á, mình thay cái lọc nhớt thì mình mới thay đổ luôn mình bình 1 lít để em lấy em ví dụ cho nó dễ. Nó coi là nó sẽ nhớ là đây là cái bình 1 lít nè. Đây là cái lọc nhớt. Thì về mình cái dung tích nhớt của nó chỉ có 850ml thôi. Thì khi bây giờ mình về mình thay lọc nhớt á, thì mình mới đổ đầy 1 lít. Còn sau này mình không thay nữa, cứ hai bình nhớt này là thay một cái này. Ok. Cái lọc nhớt này có 40 ngàn thôi, 30-40 ngàn gì à, rất là rẻ. Nhưng mà mình thay để cho nó bảo trì xe á, là khi mà lần sau mình thay là mình chỉ đổ 850ml là đổ tới đây thôi. Còn bây giờ về lần này về thay em muốn cho xe nó bốc nó ngon á. Lần thay lọc là thay 1 lít. Dạ, mỗi lần thay lọc là thay 1 lít đó. Nhớ. Thay mấy lần nhớt thay cái lọc? Thay hai lần nhớt này là thay cái lọc. Một bình nhớt này là đi được 2000 tới 2500 cây. Tùy theo cái độ mà nó đi, nó dặn ga nó phá xe thế nào á, nó cảm thấy nó phá xe nhiều thì nó thay sớm, còn nó đi bình thường thì lâu lâu thay cũng được. Nhớt này hàng nhập mà. Đó. Tại sợ mọi người đi nhớt bình thường á
xe nó không có ngon đó. Rồi chị qua nhận xe, cà vạt, chìa khóa đầy đủ. Đủ rồi, em đưa chị cà vạt đúng không? Rồi, cái này là cái này có cái để em lấy cái bịch. À, cái nước máy của nó là 15.000 cây thay mà lâu lắm, bây giờ nó mới có 7.000 à. Đi 7.000 nữa cũng lâu lắm. 15.000 cây. Cái nhớt hiện tại này là về có mình thay liền chưa? Nhớt này là anh đi tới 7.500 là anh thay. 7.500 thôi, 7.500. Còn lâu lắm, nói chung là cũng tới đó thì đem bên đây em thay cũng được. Em nó rảnh. Ủa, con chị nó đâu ta? Con chị nó đâu gần đây không? À, gần đây thì qua em xíu bao nhiêu? Căn này là chỉ mở như đây. Đây, mở đây. Anh là cái gì của cậu? Cậu quay chị đó. Quay vô chị. Đây, khi mà mình chạy xe này á, mình chạy xe này là mình sẽ đó ấn lại, mình dặn lại. Bốc ra. Hai tay mình ngồi trên xe. Mình mở bình xăng, mở ra, nó nhẹ hiu. Tại cái này xe mới nó cũng không có đến nỗi nào. Sau này em sẽ dặn nó mua mấy cái bảo trì, ví dụ vệ sinh xe. Công tắc này gọi là cái công tắc khẩn cấp. Khi mà anh đề máy á, khi mà anh đề máy nè, đề máy lên, anh đang đi, anh dừng đèn đỏ, bắn cái tự tắt máy đó. Cái xe đời mới nó vậy á, xe mấy xe cũ mình không có, mấy xe đời mới là có đó. Rồi chừng nào mình đi thì mình bật lên. Còn cái trường hợp khẩn cấp anh muốn tắt máy, anh nhấn cái là tắt. Rồi nó vậy. Nó còn công tắc gì nữa không ta? Hết rồi đó. Con này thì quên dặn chị, con này là chủ xe á, nó có lên cái chống trộm. Có nghĩa là chị lấy chìa khóa khác mà không phải chìa khóa này, chị gắm vô á là nó sẽ kêu hú hú hú. Khi mình rút ra nó kêu tít tít á, nãy có anh có nghe không? Thì cái này đó thấy không? Nó kêu tít tít đó. Lên. Thì em có dặn gì kêu em đó quay lại. Rồi. Còn nếu như mà em á, em trai mẹ dặn á là về là nhớ dán cái gì quên rồi. Dán keo trong. Tại vì bây giờ nha, anh giao xe cho em với mẹ em là đó, không một vết chày đó, thấy chưa? Xe không có một vết chày luôn, như mới mà. Tại vì nó chỉ nó sử dụng sao á, chỉ không có làm gì là máy này đâu, máy này là thua luôn. Rồi, quay chưa? Thì bây giờ người mẹ là yêu cầu chỉ em sử dụng, thì xe này nó cũng đơn giản, không có gì sử dụng. Con này á nó tiết kiệm xăng như thằng quay luôn, tại vì nó là công nghệ mới, máy mới. Công nghệ VVA cam biến thiên á, nó tiết kiệm xăng lắm nên đi không sợ tốn xăng. Rồi giờ thì có ở đâu xe này về, con chị có bạn gái chưa? Mua xe này về chắc có bạn gái liền quá. Rồi nhớ vệ sinh sơn, bảo vệ sơn kỹ là đi cho nó bốc nè. Cái vệ sinh sơn này mình mua chai xịt sơn hả? Dạ, vài bữa nó lên thì em chỉ cho nó mua, bên em có bán. Rồi vài bữa nó chị lên nhớ nhắc nha. Dạ, vài bữa nha. Cái này là cái nó chê, nó độ thêm để mình bắt chống đứng lên á, chống đứng lên giống gì nè. Đây đây. Không sao, nó chống đứng là giống gì nè. Cái zin nó không có. Cái zin của xe nó không có cái này. Chạy rẻ không? Không sao rẻ. Nó tiếng nhỏ cứng rồi được không? Bây giờ siết cứng rồi. Siết cứng rồi đi, chứ chạy rẻ chắc rồi. Không, cái này cứng không được, cái này vô hết rồi đúng không Tống? Cái này là tháo ra luôn. Tại vì cái này nó gắn vô để bên xe lên thôi. Hồi nãy em gắn vô đúng không? Có sẵn luôn đúng không? Hai bên vô nhau à. Một là mình tháo ra luôn. Tại cái này để bên lên để mình quay bánh xe, mình rửa xe thôi. Rồi xong, xe quá đẹp. Nói chung con xe này người ta mua xe cũ về người ta phải sửa chữa, người ta đi. Còn này là xe cũ như mới. Thế là ưu tiên cho chị là thế trái chị. Dạ, chị cảm ơn thương nhiều. Dạ. Ha. Tại thấy chị thương con quá. Nói chung là cố gắng để dành tiền để mua xe cho con á, chứ không phải là mình phải dư giả nhiều như những người khác, người ta bỏ tiền cái ta mua liền. Còn này mình phải dành dụm để mình mua cho con mình, thì đó em cũng đâu dám mà kiểu như phải lựa một chiếc xe đẹp nhất á, xe đẹp nhất em mới nhắn tin qua cho chị. Rồi chị thấy đâu có uổng cái kiểu mà nhờ vả em đúng không? Xe đẹp luôn, như xe mới, không khác gì xe mới. Rồi vậy nha. Rồi nhớ dặn nó chạy từ từ, em dặn nó chạy bây từ từ thôi, tại mới tập xe. Đúng chiếc rồi. Xe này là xe đầu tiên, xe mô tô đầu tiên của con chị luôn á, thì chạy từ từ đó. Rồi em nhớ coi clip này thì
phải thương mẹ nhiều hơn đó. Mẹ thương mình như vậy rồi thì phải thương nhiều hơn, chứ nhiều người ước mà không có đó. Nhiều em thấy nhiều đứa nó chỉ ước là ba mẹ nó mua cho nó chiếc xe rút thôi, hay là gì đó để đi học thôi, mà không có. Mà này chơi luôn con mô tô cho em là biết là mẹ thương em cỡ nào rồi. Thì phải cố gắng đi làm rồi chăm sóc sau này, chăm sóc cho mẹ sao đó. Mẹ thương mình là không có kể công gì hết đó, bỏ công bỏ sức đi tới anh mấy lần luôn á, để mua xe rồi về bữa phải bỏ sức bỏ công ra đi ký giấy với anh nữa đó. Cho nên coi clip này là phải thương mẹ nhiều hơn ha. Rồi bye bye mọi người. Chị cũng chúc Minh là làm ăn càng ngày càng tấn tới đi ha. Dạ. Rồi dạ. Có nhiều xe, nhiều mối mang đồ nhiều hơn nữa, làm ăn cái gì đó phát tài, càng phát tài lên ha. Dạ rồi, rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ giờ em lui xe xuống cho chị. Xe đẹp lắm anh em, ra đây sáng nó đẹp hơn ha. Quay thôi. Tụi bay thấy không? Mẹ á chỉ chạy chiếc quay thôi, nhưng mà mua cho con là nó xe gọi là xe mô tô. Thấy không? Thương con mất tài, khóc luôn. Khóc luôn. Khóc luôn cả.